Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quá La Lin. Cô bác ơi, ngày nay thì em có xúc xích cô bác ạ. Nay thì rất là cảm ơn là bác Bình Nguyễn thì trước đó thì bác có gửi cho em một số tiền là để em có là mua kẹo cho các bạn nhỏ vùng cao khi mà em có lên bản ạ. Thì bây giờ là em có là cũng đã mua rồi và hiện tại là còn số tiền là tổng số tiền là 282.000 đồng. Thì ngày nay thì em có là mua là 100 cây xúc xích để mà cho các bạn nhỏ ở trong xóm nhà anh em Thánh Trì là ăn. Chị ơi, ở trong này thì các bạn có đông không? Có à? Thế vậy bây giờ thì cô sẽ dán xúc xích cho các bạn nhỏ ở trong xóm ăn nhá. À, xong rồi tí chị này đi gọi các bạn về đây cho cô nhá. À, ok. Này thì mọi thứ chi tiêu thì em có sẽ để trên màn hình ạ. Này có xiên này, tương ớt này, xúc xích. Hôm nay là do vội đi quá nên có là quên không cầm cái găng tay. Phải rửa tay đã sạch đã. Đây. Thế là chị đi học thì có hay được ăn xúc xích này không? Không được ăn à? Thế ăn cái này bao giờ chưa? Ăn rồi à? Có ngon không? Thế có thích ăn không? Cái lửa này là cháy thì cháy to quá. Nhắc đến bác Bình Nguyễn thì em có lại nhớ đến là xóm của nhà anh em Bớ Hờ là trước đó ạ. Thì cái bữa bún đầu tiên, bún phở đầu tiên là cũng là của bác Bình Nguyễn, là bác tặng cho các bạn nhỏ ạ. Chỉ biết cắt không? À không à. Đây để cô sẽ dạy chỉ cắt. Đây nhá. Thì mình sẽ cứa ra nhá, cắt nhẹ nhẹ thôi như này này. Đúng rồi, được rồi, cắt nhẹ nhẹ thôi, đừng cắt sâu quá. Ui, sao lại kêu này? Tại không cắt ra ấy, không cắt được tí ấy. Vâng. Chín rồi đấy. À. Sao nhỉ? Lôi ra vậy.
bật mặt đấy nhá, bỏ mặt đấy. Đây, vậy là đã được mẻ đầu tiên. Rồi, mẻ thứ hai. Toát mồ hôi rồi đấy. Bây giờ chỉ xiên cho cô nhá. Đây này, như này này. Đây. Xiên hết cái xúc xích luôn nhá. Đây, như này, xiên sao xếp ra. Cái nóng thì kê cái lá chuối này vào. Này phải xí ạ. Rồi, mẻ đầu tiên là không xí. Cảm giác cái này chưa chín nhỉ? Chị Vân chín chưa? Mình không xứ, xí nó ra, vậy chín hết rồi. Cái này cũng được rồi đấy. Quay cái này về nhóc con nó xem nào. Rồi mở khó lên cho cháu ăn. Sao mà ngon thế? Chúng bạn từ từ ăn ngon thế. Nóng lấy. Chị có thèm ăn không? Ăn thì ăn một cái đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Nóng lắm. Đi. Lấy tương ớt kia kìa. Đây này. Chấm tương ớt vào. Ăn đi. Không, thèm quá. Đổ ra bát. Cái bát. Chín chưa chị? Bình thường là các bạn hay chơi đây mà chị nhỉ? Hôm nay đi đâu nhỉ? Cháu biết không? Chú Tỏa ơi! Chú Tỏa ơi! Cháu chú có ở nhà không? Cháu và chú có nhà không? Đây đây đây. Có mà. Không, cháu con đứa cháu đấy. Em bé. Hai em bé đây đợi nhá. Tí nữa chú với chị đi qua thì đi cùng chú nhá. Chị. Mời các bạn đi.
Thì cháu phải nói. Ba. Ba. Hai. Nó nhà ta. Ê em không thấy gì. Alo, bên nào xuống xíu được đây. Nào. Chị nào vừa mời cháu bóng à hay bồng? Bông. Bông á? Chị nào vừa mời cháu bông thì lên là chiến xúc xích. Chị vừa nói với anh kia cái gì đấy? À, anh mà không à? Các bạn đâu rồi? Chào cháu nhá. Cháu làm gì đây? Ồ, chào anh nhá. Ồ, đi cùng chị đi bảo các bạn nhỏ đây sang bên nhà chị ăn xúc xích ấy. Cho con anh sang bên đấy nhá. Hai vợ chồng đang làm vườn à? Hôm nay các bạn nhỏ trong xóm là một số đi nương cùng bố mẹ hết rồi. Một số thì ở nhà thì gọi nhưng lại không đến. Sau một hồi đi gọi các bạn nhỏ thì được có đôi 4-5 bạn. Các bạn rất là háo hức nhé. Rất là vui. Không đánh nhau nào. Bạn thế à? Đâu hết rồi? Hả chị? Hả? Các bạn cùng bố mẹ đi làm nương rồi á? Một số thì cùng bố mẹ đi làm nương. Phía bến dừa này rửa chân tay đi. Chắc hết rồi à? Các bạn đứng hết lên trên sạp đấy đi, ngồi hết trên sạp đấy đi. Sao tí cô bê ra cho. Các bạn à, đang gọi nhau về đấy. Bây giờ là cũng chiều tối rồi, 5 giờ chiều rồi. Bây giờ là chờ thêm một lúc nữa xem là có bạn nào không. Nhưng mà các bạn đi làm hết mà vẫn chưa về thì sẽ chia cho các bạn này. Ngại
này, cho xúc xích này. Đi đâu về đấy ạ? Đi làm vậy ạ. À. Đi về thăm em Thánh. Rồi, cho em 12 cái nhá. Xin nhá. Anh là chồng của Bu đúng không? Đúng rồi. À, ở đây em bé mà hôm nọ là không được ăn thịt gà đây nhà hôm đấy đúng không? Vâng. Nó bị viêm đầu đây đúng không? Đúng rồi. À, nhớ ra rồi. Là hôm đầu tiên là chuyển vật liệu là chị Bu à đúng không? Chị Bu, à, em Bu chứ 2002 là Bu cũng sang giúp Thánh. Thế giờ khỏi rồi nhỉ? Bây giờ nó khỏi, khỏi đâu à. Này là ăn xúc xích rồi nhá. Mà gào dân thương rồi đấy, lấy chỉ để ăn mỗi rau. Rồi, bây giờ là sẽ bê ra cho các bạn ăn. Ê, nhiều chưa? Các bạn là ngồi đây ăn nhá, không tranh nhau nhá. À, bạn nào cũng có phần nhá, đây là tương ớt để chấm. Đấy, ăn đi, ăn đi. Đây. Dĩa ơi, thơm. Dĩa các cắt này. Đấy, cho tương ớt vào giữa. Ngon không? Dạ. Thích không? Có thích ăn nữa không? Có. À, ăn no nhá vậy. Đấy, tiếc quá là một số bạn là đi làm nương cùng với lại bố mẹ. Thế là ít được ăn lắm đúng không? Cô đoán ý. Phải không? À, cái này là không được ăn mấy đúng không? Ừ. Món xúc xích này này thì đối với lại các bạn nhỏ vùng thấp ý thì đây chỉ là một món ăn là gọi là bình thường thôi, một món ăn gọi là quá quen thuộc với lại các bạn ý rồi. Ở dưới chợ thì ở đâu đâu cũng sẽ có hàng xúc xích người ta bán chẳng hạn, rất là nhiều hàng xúc xích người ta bán. Nhưng đối với lại ở trên bản này này thì em có thấy là mấy năm nay là chúng em đi bản là chưa thấy bạn nào là gọi là đi trên bản cho thấy một bạn nào đó là cầm xúc xích để mà ăn. Thật sự đến giờ là em có chưa nhìn thấy. Ở trên chúng em là hầu như là các bạn nhỏ là ngoài cái việc được đến trường ra thì hầu như là các bạn sẽ kiểu tách hẳn xã hội phát triển ở bên ngoài ý. Thật sự là bây giờ là nói chung là ở các thành phố lớn các thứ thì rất là phát triển rồi, nhưng mà ở trên vùng cao chúng em đâu đó là vẫn còn là thật sự rất là khó khăn. Nói chung là để mà nói là để có tiền là mua xúc xích cho các bạn nhỏ ăn thì bố mẹ các bạn cũng mua được đấy. Nhưng mà trên vùng cao là đi làm kiếm tiền là cũng rất là vất vả, cũng rất là khó kiếm tiền ý. Cho nên là nhà lại còn đông con nữa thì mình phải kiếm được tiền xong rồi còn phải trang trải cuộc sống. Đấy, các bạn nhỏ này là được đi đến trường là một điều là rất là hạnh phúc rồi. Đấy, chưa bao giờ là dám nghĩ cái việc là ăn, thật sự là những cái món ăn này là rất là ao ước được ăn. Cái này là bán lẻ bên ngoài là cũng 5.000 một cái rồi đấy. Có một số bạn còn thậm chí còn không biết là xúc xích là cái gì. Cay đúng không? Nhà nhiều bạn là còn không biết xúc xích là cái gì ấy nhỉ, phải không? Đây là anh của Bung à? Đây là em đúng không? Về bảo bố mẹ là cũng phải ngoáy cái tay đấy nhá. Tay không được sạch sẽ cho lắm. Bây giờ là em quái là xin phép là lấy mấy cái để cho các bạn thợ ăn. Đây là dán con thợ vào thơm quá. Mấy thợ nhỉ? Thánh 4 à? 6 7 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ăn xúc xích đi! Này, Thánh này. Hai cái đi. Một cái, một cái gì? Hai cái đi. Đây. Hai cái nó được hai cơ hội này. Đây, anh Sai ơi. Làm cái xúc xích ăn đi. Anh Sai là chắc phải hết bằng đấy. Ăn đi anh. Anh đang rửa tay. Vâng. Này, anh cũng vênh. Thế em xiên sẵn luôn rồi, rất là tiện. Anh Lùi ơi, ăn xúc xích đi.
Chị Vân ơi, nhà ấy. Đây. Em xin nhá. Tay bẩn quá nhỉ, cứ thế này ông. Ờ đúng rồi. Nếu mà mình chỉ còn vào cái nó là mình được các bạn cùng lên chơi. Vâng. Cầm vừa quê chứ cứ cầm vừa đấy chứ mà sợ. Đâu? Rượu màu đó. Rượu màu. Đi rồi. Vâng. Còn chị Vân Anh Tuyển là em cắm vào tường đây nhá. Đó. Tất cả đều ra đây đó chấm. Quay số phụ lắm. Thế vậy càng quay đã vậy cứ mày cứ phải lia máy vào anh lù nhiều vào. Quá sợ sẽ là một người được hai cái. Các bạn cứ ăn thoải mái nhá, ăn được bao nhiêu cái thì ăn nhá. Đồ ăn vặt là ngoài xúc xích ra là còn có cả khoai tây chiên này, cánh gà, đùi gà chiên này, chả cá này, các thứ chìa bắt đầu nò đấy. Các bạn nhỏ rất là đáng yêu. Anh Sai làm cái nữa. Thánh ơi, ăn nữa đi, sang bên kia lấy đi. Ăn hết nhỉ. Ăn một cái nữa Thanh. Ăn nữa đi. Em có là vẫn còn nhớ là buổi đầu tiên là các bạn nhỏ được ăn bún phở ở chỗ anh em Bờ Hờ ấy ạ. Là bác Bình Nguyễn là tặng này, sau đó là đến là cô Tâm Minh và anh Bình Hồ. Và bác Hái thì tặng bánh mì với lại bánh kẹo cho các bạn. Đấy, Bung là cầm hai cái đi về đấy. À ba cái. Cháu cảm ơn cô. Thích không? Các bạn nhỏ trên vùng cao là thiếu thốn rất là nhiều thứ. Em có là hy vọng là em có thể có được nhiều dịp mà nấu đồ cho các bạn ăn. Nhà bạn nào mà có anh chị em là đi làm nương với bố mẹ thì tí cầm về nhá, cầm về cho chị cho em nhá. À đi học ở trường là cũng không bán à? Tại vì là chỗ trên mình là trường là cũng là trường học ở vùng cao ấy nhỉ. Đúng không? Là không có bán nhỉ. Những nơi mà phát triển thì mới có bán. Tưởng ớt là cay lắm nhá, bạn nào ăn không được cay thì chấm vừa vừa thôi nhá. Các bạn này phải rửa mặt mũi cho nó sạch sẽ tí nhá. Này bạn này cũng bị nhọ này, bạn kia cũng thế này. Kia con của nhà anh Lử. Các bạn thích lắm. Nó không cho tao mà. Ăn đi. Ăn đi, hết rồi có ăn rồi. Ăn đi, ăn khỏe vào. Không ngại. Cái tương ớt thì còn là lì lê để chấm. Nào là ăn gì thì chấm. Đây giờ là hết rồi, chị còn đang phải chia phần cho chị của chị cho các bạn đây này. Là hết rồi, này. Cô không ăn đâu, chị ăn đi. Cô Băng ơi, bây giờ thì cũng tối rồi, chúng em là cũng đi về thôi. Đấy, tối là anh Sai cũng ngủ đây à? Có chứ, không ngủ đây đi về là gì? Anh Sai này, với lại
Anh Lù, anh Vành là ba anh là ngủ ở đây với Thánh. Giờ thì chúng em là xin phép là đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Chào Thánh nha, chị về nha.